Chỉ trong một tuần lễ, cái tên Đồng Tâm, Mỹ Đức đã vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Việt Nam, gây chú ý trên cả những trang tin tức nước ngoài. Trong nước, có người so sánh và gọi đây là một tiên lãng thứ hai. Có người nhìn Đồng Tâm và nghĩ về Ô Khảm. Nhưng cách Đồng Tâm khoảng 30 cây số là làng Dương Nội, nơi có bà Cấn Thị Thêu, người đấu tranh giữ đất, đang bị 20 tháng tù giam theo điều 254 Bộ luật hình sự. Con trai của bà, anh Trịnh Bá Phương, hoàn toàn không có niềm tin với lời cam kết của ông Nguyễn Đức Chung. Anh kể lại câu chuyện đầu tháng 4 năm 2014. Thì ông Nguyễn Đức Chung khi đó còn đang là giám đốc công an thành phố Hà Nội, đã có buổi làm việc với mẹ em. Sau đó ông Chung cũng nói rằng sẽ giải quyết cái khúc mắc của người dân Dương Nội. Tức là đầu tháng 4 thì ngày 24 năm 2014, thì lực lượng công an trong đó là có khoảng vài trăm tên côn đồ chậm xe ô tô gậy gỗ đến người dân để đàn áp người dân Dương Nội. Trong đó là bố em đã bị đánh đập rất là tàn bạo. Và sau đó đánh bất tỉnh mẹ em và dùng máy cẩu đưa mẹ em, cho mẹ em trong bà tải để đưa đi vào tặng trại giam mà không đưa đi cấp cứu. Không được thuyết phục đối với lời hứa của ông Nguyễn Đức Chung, Trịnh Bá Phương đặt cả nghi vấn về tính pháp lý của bản cam kết. Vấn đề anh đưa ra cũng có khá nhiều ý kiến tương đồng từ dư luận. Là việc của ông Chung là hiện nay đang là giữ chức là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mà đưa ra cái quyết định là không truy tố, không khởi tố thì ông ấy đã ghi hiến. Nói rõ thêm về vấn đề này, luật sư Đặng Đình Mạnh, công tác tại Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, gọi là tím quyền tư pháp. Theo biện luận của ông, tuy Việt Nam không có tam quyền phân lập, nhưng nguyên tắc xét xử, nguyên tắc tư pháp vẫn là nguyên tắc xuyên suốt, nguyên tắc độc lập. Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, luật sư Trần Quốc Thuận cũng đồng quan điểm ở nội dung này. Là không truy tố trách nhiệm hình sự cho tất cả những người đó, theo pháp luật Việt Nam thì chưa đủ yếu tố pháp lý để có thể thực hiện được. Đó dù cái việc khởi tố hay truy tố thì đó là cơ quan tư pháp, đó là công an, đó là kiểm sát, ông chủ tịch ủy ban không có thể có nói được. Tuy nhiên, luật sư Trần Quốc Thuận nhớ lại một nội dung trong lời phát biểu của ông Nguyễn Đức Chung trước khi đưa ra bản cam kết. Thì ông đã nói rằng trước khi tôi nói điều này thì tôi có trao đổi với ông Tô Lâm, bộ trưởng bộ công an, như bên kiểm sát gì đấy. Và nếu mà cái ông Tô Lâm nó không đáp giảm để ông nói thì cái lời nói nó có thể thực hiện được. Một cách nhìn khác vẫn ở khía cạnh pháp lý. Luật sư Đặng Đình Mạnh đặt vấn đề cần quan tâm ở bản cam kết của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông xem đó như một sự thỏa thuận giữa chính quyền và người dân Đồng Tâm. Chính sự thỏa thuận đó, theo ông, là điều đáng lo ngại. Nó tạo một cái tiền lệ rất là xấu cho những cái trường hợp tương tự. Thật ra cái việc mà giải tỏa đất rồi dẫn tới cái việc mà khiếu kiện của người dân á, thì cái việc này không phải là chỉ có Hà Nội, chỉ có Đồng Tâm mới có. Mà tất cả các tỉnh thành tại Việt Nam đều có cả. Từ hồi giờ thì có đa phần người dân đều chọn cái giải pháp đó là đi khiếu kiện một hợp pháp theo quy định của pháp luật, trình tự thế nào thì họ làm theo như thế. Có những số trường hợp ví dụ như là ở Văn Giang chẳng hạn hay ở Tiên Lãng thì thật ra những cái việc đó mang tính cá biệt thôi, nó không phải là tính cách phổ biến. Nhưng mà riêng cái sự kiện mà xảy ra ở Đồng Tâm mới này thì tôi nghĩ rằng là rất có thể là nó thành một cái tấm gương, một cái tiền lệ mà tất cả mọi cái việc trường hợp tương tự người ta cứ theo như đây mà người ta làm. Tại người ta cho rằng là cứ việc manh động bắt giữ người đi, rồi cứ việc chống người thi hành công vụ đi, thậm chí cứ hủy hoại tài sản đi, rồi cuối cùng cũng chẳng sao cả. Rồi sẽ có một cái ông quan đầu tỉnh nào đấy, ông đến rồi ông sẽ có một cái sự thương lượng, rồi ông cũng sẽ cam kết mọi chuyện là thành ổn thỏa cả. Tôi nghĩ là một cái sự thử thách rất lớn trong tương lai đối với lại cái nền tư pháp nước nhà. Trong những lời chia sẻ của luật sư Đặng Đình Mạnh, ông đồng ý khái niệm đối thoại thường được dùng cho biện pháp ngoại giao. Đối thoại để mang đến những giải pháp cho cả hai bên đều có lợi. Tuy nhiên, đối thoại giữa Thôn Hoành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì theo ông có vẻ như tính chất đối phó và không còn cách nào khác. Trên các trang mạng xã hội những ngày qua, rất nhiều lời ủng hộ và chúc mừng chiến thắng của người dân Đồng Tâm. Tuy nhiên, như luật sư Đặng Đình Mạnh, thì nếu Đồng Tâm thắng, thì luật pháp nước nhà đã thua rồi.